Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay tôi đến đây mà Thanh Hiệp nhờ tôi nói về Bạch Tuyết. Nếu mà nói lại cuộc đời thì có lẽ ai cũng biết rồi, bởi vì Thanh Hiệp đã viết nhiều về Bạch Tuyết. Mà khen một người như Bạch Tuyết hát hay, một người mà đã được cái danh hiệu cải lương chi bảo, thì chẳng khác chi mà khen phò mã tốt áo. Cho nên vì thế hôm nay tôi chỉ nhắc lại một đôi điều mà tôi đã gặp nơi Bạch Tuyết mà có lẽ một số bạn chưa có dịp gặp được. Thì khi đó trước kia tôi đã biết rằng, nếu mà nói sơ qua một cách thì các bạn có lẽ biết rằng Bạch Tuyết đã sanh tại Châu Đốc, 8 tuổi mồ côi, 16 tuổi được giải kim huy chương vàng của Thanh Tâm, rồi 1963, rồi 65 thì lại được nghệ sĩ xuất sắc. Thì tất cả mấy cái đó các vị biết rồi, đã đóng tuồng với ai, cả với Hùng Cường, Cỡ Thành Được, Thanh Sang, tất cả những người đó thì các bạn biết rồi, những vở tuồng cũng biết rồi. Nhưng mà lần đầu tiên tôi khám phá ra được Bạch Tuyết là những cái chuyến đi tháng 2 năm 1984. Thì lúc đó Bộ Văn hóa của Pháp, Bộ Ngoại giao của Pháp ngang qua nhà văn hóa thế giới, mời cả tất cả ba mấy đoàn hát chèo, hát tuồng và cải lương sang biểu diễn tại Paris. Thì một đêm đó, đêm thứ hai, nhằm tháng 2 năm 1984, thì tại rạp hát của nhà văn hóa thế giới có một chương trình từ 8 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Mà chương trình đó tôi được cái may là đứng trên sân khấu giới thiệu từ 8 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Mà khó nhất có thể là tội nghiệp cho cải lương, là bởi vì đi theo cái tuần tự giới thiệu là chèo, tuồng, hát bội đó, rồi cải lương. Thì cải lương đó bước ra sân khấu gặp nhầm lúc gần cỡ 3 giờ rưỡi sáng cho tới lúc 6 giờ sáng. Thì trong phòng âm nhạc, trong phòng hát đó, lúc đầu cũng biết 100 người, tới 12 giờ khuya thì lải rải còn vài trăm, tới chừng 3 giờ rưỡi sáng cũng còn được cả trăm. Nhưng mà đêm đó trường thanh trực tiếp Jacques Dupont và tôi ở trên sân khấu phát lại tất cả những người nào mộ điệu thức khuya để mà nghe. Thì đêm đó Mai Văn Bộ, cố đại sứ Việt Nam tại nước Pháp là Mai Văn Bộ, có thức nghe. Và đêm đó, sau đó có còn đi nghe nhiều lần, đi xem nhiều lần. Thì tôi có thể nói lời một điều là Mai Văn Bộ mặc dù là bạn của tôi, một người làm đại sứ, nhưng mà người rất yêu nghệ thuật mà thưởng thức nghệ thuật một cách tinh vi. Thì Mai Văn Bộ có nói với tôi lời này: khi có thấy không, Bạch Tuyết không phải một nghệ sĩ cải lương tầm thường. Mỗi một động tác, mỗi cái sự di chuyển, mỗi cái sự trụ bộ, đứng lại, chúng ta nhìn không phải là một người cải lương, mà cả là một cái bức họa thật đẹp, một cái hình ảnh mà chúng ta muốn ghi khắc trong lòng. Thì điều đó tôi nhận thức được rằng, thấy rằng cái ảnh hưởng của Bạch Tuyết đối với không phải là một người đại sứ không, tất cả kiều bào lúc đó đều hoan nghênh. Thì tới sau tôi có dịp điền giả đi về, thì tôi có đến nhà chơi Bạch Tuyết để mà nói chuyện về kịch nghệ. Thì tôi lại khám phá ra những điều khác nữa là, thì chưa có một người nào chịu khó học như Bạch Tuyết, chẳng những là có thanh, có sắc, có tài, mà lại có chi. Thì cái điều đó tôi đã phục. Nhưng mà sau khi đó tôi còn biết được Bạch Tuyết không phải chỉ nghĩ tới mình mà nghĩ tới người khác, chia sẻ với những người đau khổ. Cho nên Bạch Tuyết luôn luôn làm cái nhiều việc từ thiện, và luôn luôn cái tâm thì hướng thượng. Tuy là trong giới cải lương, người ta chỉ cần một người nghệ sĩ cái thanh và cái sắc. Bạch Tuyết có thanh, có sắc, có tài, lại thêm có chí, mà đặc biệt nhất là cuối cùng có được cái tâm. Mà và tôi xin kết luận bằng một câu của Trung Kiều, nhà thơ Nguyễn Du ngày xưa có nói rằng: nếu Bạch Tuyết có tài không chưa đủ, mà chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thì tôi xin chúc cho Bạch Tuyết ngày càng tiến bộ, không phải trong tài mà trong tâm. Làm việc không phải có ích cho mình, không phải có ích cho nghệ thuật,
mà có ích cho xã hội, thì cái điều đó tôi tin chắc rằng Bạch Tuyết sẽ thành công. Và xin cảm ơn các bạn cho tôi có dịp hôm nay nói lại nỗi lòng. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Kính thưa quý vị, một tác phẩm sân khấu gần đây đã gây tiếng vang tại thủ đô Hà Nội, đó là tác phẩm Trần Nhân Tông của tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương và dàn dựng.